từ lâu, văn hóa ẩm thực người Tràng An đã trở thành một nét tinh hoa trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Chứa đựng trong đó là cả kho tàng ẩm thực, từ những món ăn cao sang cầu kỳ tới những món ăn bình dị tinh tế. Như một thức quà gây nhớ gây thương, bánh khúc đã trở thành ký ức của người dân Hà Thành, để mỗi khi nghe tiếng giao thôi cũng khiến lòng người bồi hồi đến lạ. Bánh khúc đây, tôi là bánh khúc đây. Cái tiếng giao bánh khúc ấy, nó đi vào ký ức, nó đi vào tiềm thức, nó đi vào một cái gì đấy mình khó tả lắm, của người Hà Nội. Thế nên ra khi nghe được cái tiếng giao, cứ nhà mình bật bánh khúc thật, chứ không phải bánh khúc của mình như buổi đêm ý, mà nghe, nằm trên gác nghe tiếng giao, xôi lạc bánh khúc đây, tự nhiên mình cũng cảm thấy nó cứ rộn ràng ở trong lòng. Thế nên ra tại sao những người đi xa mà không quên được Hà Nội là như thế. Chẳng biết có từ bao giờ, bánh khúc đã trở thành hương vị đặc trưng của vùng đất kinh kỳ và là một nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu. Màu vàng rộm của đỗ xanh, màu xanh mơn mởn của lá khúc và màu hồng hào của thịt ba chỉ, vị thơm nồng của hạt tiêu, tất cả tạo nên một hương vị đặc trưng riêng có. Cái bánh khúc này của nhà tôi thì lâu đời rồi, từ đời ông bà, sau tôi lại nối tiếp cái nghề này. Đầu tiên làm thì cũng đúng như kiểu ngày xưa. Thế nhưng mình thấy là nó sẽ không đạt tiêu chuẩn, là vì ngày xưa ăn bát phở làm gì có miếng giò, làm gì có những cái quà như bây giờ, nhiều như bây giờ. Thế nên ra là mình làm sao để giữ một cái rừng quà của Hà Nội như thế nhé. Nhà mình đã có cái nghề bánh khúc rồi thì mình sẽ làm sao mà dồn hết tâm huyết vào để cho nó càng ngày càng tinh tế. Bánh khúc tuy dân dã, nhưng công đoạn làm ra một chiếc bánh ngon cũng đòi hỏi sự cầu kỳ. Lá khúc phải được giã nhuyễn, trộn với bột gạo để làm vỏ bánh. Từng lớp gạo nếp trắng dẻo bên ngoài, hòa quyện cùng lớp mỡ từ thịt ba chỉ trong nhân, được người thợ tạo khuôn thành hình một cách tỉ mỉ. Mỗi động tác nhịp nhàng, thoăn thoắt của người thợ như gói trọn cả tình cảm của mình trong từng chiếc bánh. Tôi yêu Hà Nội vô cùng và tôi yêu cái bánh khúc, cái đứa con tinh thần của tôi cực kỳ. Đêm ví dụ mà làm mà hàng nó không được chuẩn ý, gạo mà nó ví dụ nó chỉ lệch nắng đi một tí thôi ý, là cũng khó ngủ đấy. Vì mình yêu nó quá. Có những hôm bà mệt quá rồi, nhưng mà vì mọi người rất yêu quý cái bánh khúc của mình nên ra là mình phải vượt qua cái mệt. Làm bánh khúc khó, phải công nhận là khó, khó hơn tất cả các loại bánh luôn. Những cái loại bánh nó có công thức rồi, nó chỉ có như thế thôi. Đây mình làm thủ công, mình phải cẩn thận từ những cái nguyên vật liệu đầu vào. Lá khúc nếp không làm được, phải là lá khúc tẻ, nó không được già quá, nó cũng không non quá. Già quá thì là nó sơ, đấy, mà non quá thì là nó không có mùi thơm. Đấy, còn gạo thì phải chọn, gạo thì kén rồi, cái bánh khúc là kén gạo đó. Đỗ là cũng phải chọn, chứ không phải đỗ nào cũng làm được. Đấy, còn thịt thì càng phải chọn kỹ. Thịt thì chọn rất là kỹ, là vì cái thịt nó phải ở giữa cái thăn và cái giọ. Cái bánh khúc nó có cái mùi vị đặc trưng riêng, để cho những người mà đã ăn cái bánh khúc này một lần rồi, có đi xa Hà Nội mấy cũng vẫn nhớ. Cái bánh khúc ở đây mình thấy là cái mỡ ở trong cái bánh khúc này nó ngậy và cảm thấy là như kiểu cái hơi nó chín ấy, thì nó làm nó quyện cả những cái hạt gạo ở bên ngoài, nó bóng tròn. Còn cái lá của bánh khúc thì khi mà mình miết thì mình cảm thấy là nó vẫn còn nguyên cái thớ của cái lá khúc. Bạn bè mình ở Sài Gòn ra thì mình cũng đều mua để làm quà. Vẫn luôn là món ăn bình dân làm say mê lòng người Hà Nội, bánh khúc dường như đã trở thành một nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc trưng riêng có của Hà Nội. Thưởng thức một chút hương vị ngọt bùi béo ngậy của chiếc bánh khúc nóng trong những ngày đầu hè, để lưu lại một chút dư vị thơm bùi nơi đầu lưỡi, làm người ta mãi nhớ về nét đẹp ẩm thực thủ đô. Xôi lạc bánh khúc đi.